Chị ơi, có người kiếm chị kìa. Chị bác sĩ trưởng nào kiếm Ủa, em rồi, em đi cứu nè. người đây. Bác sĩ trưởng hay viện trưởng chị? Bác Viện sĩ trưởng, trưởng, viện trưởng bác đây sĩ nè. trưởng ạ. Viện Đây, trưởng em giải quyết xong rồi, bây giờ bác sĩ trưởng ạ. bác sĩ Chị mất trưởng. nghề giao cho cổ em Bác giải sĩ quyết trưởng xong rồi. là chị là ai? Chị nói tên đi, em kiếm cho chị. Là cái người trưởng ca tối này á. Ca tối này. Ê, trưởng ca tối này là ai vậy Minh? Anh Quốc á, chị bác hết. sĩ trưởng là anh Quốc á. Để em kiếm anh đó cho. Anh Mày Quốc mà bỏ ơi, anh né ra đi, có bé nào em tới ai kiếm cứu anh em nè. em chưa Xinh muốn lắm. chết lần nữa đâu. Chào nữa. Ai biết anh ra đây Tôi đi. ấm được thử chứ, tôi anh có phải là gì đâu. Đâu? Đây 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 đây, Quốc kì 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 kì, gia. chị gái kiếm anh kìa. Chắc của anh Mia Mia hả? Nè. Dạ đúng rồi. Mia. Đây. À thì đây. anh nói chuyện người ta, người ta kiếm Anh anh có kìa. vẫn có quần đùi đàng Nhẹ hoàng. nhẹ nhanh đúng rồi. À, anh trai hôm qua là cái người mà tiêm thuốc cho tôi đúng không nhỉ? Một ngày bọn em tiêm nhiều người lắm, có thể anh không nhớ Không, chị. hình như là không phải đâu, anh trai kia kìa. À, không phải à? Thế Thế không chị biết. gái có gì giờ? Thế anh xem là cái hồ sơ bệnh án là xem tìm xem tên tôi ấy là ai giải quyết nhỉ? Ai chữa trị Ôi, cho bây giờ tôi ấy nhỉ? cái ca đó anh kia anh chữa, bây giờ hồ sơ nó lạc đâu rồi cho tôi kiếm được. Đây đây, để Ốp, em với kìa lại cho bây giờ anh, chị tên gì để em kiếm cho em, như y tá em kiếm cho. Linh Miêu ạ. Ấy da. Linh Miêu Trời hả chị? ơi. Linh Miêu. Linh Miêu. Linh Miêu, ngày hôm qua chị nhập viện vào lúc mấy giờ chị? Vài ta? À, em nhập viện lúc tầm 10 rưỡi ạ. À 10 rưỡi hả? Chị có nhớ cái màu tóc của anh bác sĩ đó không? Sao nhớ được, lúc đó cấp điện mà. Không, em nhớ. Đầu Ấy. tiên là có một anh y tá tóc Mặc. màu vàng, tóc ngắn, 3 phân vào nói chuyện với Ừ. em. Sau đó là anh đấy gọi cái anh này vào này. À là chị muốn kiếm anh tóc vàng 3 phân hay chị muốn kiếm anh này? Em Này, kiếm hết bây giờ ạ. này, Kiếm hết đó, ạ? Kiếm hết. bây giờ kiếm cô kiếm cô kiếm Tức Em cùng. kiếm cả cái anh kia đó. Dạ, em kiếm hồ sơ cho chị rồi, chị Linh Mio nè. Đây, hôm qua là có bác sĩ ông DJ Humi với lại là anh DJ Humi có chữa cho chị đó, thì bây giờ chị muốn kiếm anh DJ Humi ạ. Bây giờ là hai người đang là ca trực đúng không? Dạ đúng đúng. Hai anh chị bác sĩ ơi, Thôi ạ. em muốn hiến máu á. Dạ đi anh follow me chút, chị chờ em chút nha. Chị đang soạn văn hay sao á. À, mình tên gì vậy anh? À em tên Hồ Hồ chị ạ. Hổ hổ hả? Đúng đúng. Mina viết giùm chị anh hổ hổ hiến máu nha. Anh gì? Hỏi hỏi hả? Hổ hổ, con hổ, tiger. À, hổ hổ. Anh ơi, chị kia dám cười cợt anh, tên anh là hổi hổi. Em không biết hổi hổi là cái gì luôn Ờ kìa. Em là Hồ Hồ và Anh làm Tiger lớn chuyện đó Tiger cho mà. em. Anh chửi cho em. Anh nghỉ ngơi nha, tí em ra em kiếm anh sau. Dạ vâng. Sao viện trưởng chưa chuyển lời lại cho anh à? Dạ tại hôm nay tụi em mới vô ca á anh, có cái chuyện. Thế không biết viện trưởng đâu rồi nhỉ? Nhưng mà ý là có chuyện gì không thì chị nói luôn, tại anh cũng ở đây rồi nè mình ba. Chị ơi. Thiếu một người nhưng mà chị nói thẳng luôn. Đây bây giờ nha, hôm qua tôi nhớ rõ ràng là cái lúc cái anh tóc vàng đi vào có Dạ. nói là hóa đơn của Con chị là chú nghìn ý tám xe bus cùng có tiền không chụp phải chị ơi. và thuốc thang, thì Dạ. em mới hỏi là thuốc của em đâu, Chị ạ. thì anh kia có nói là để em hỏi bác sĩ, và anh đấy hình như là có báo đàm và hỏi nhưng không ai trả lời thì phải. Dạ đúng đó, tại bệnh viện tụi em hơi bị em có nhớ đoạn đó là lúc đó bệnh viện em hơi bị quá tải chị, tại vì đùng sau khi mà cúp điện xong á là mọi người bị không có chữa bệnh được, cái xong rồi bệnh nhân tồn đọng rất là nhiều, nên là bọn em chạy qua chạy lại chạy đôn chạy áo, nên chắc là lúc đấy không ai kịp trả lời, chị thông cảm. À, không sao, nhưng mà anh y tá bảo là anh không phải là người tiêm trực tiếp cho em nên là anh không biết là thuốc gì. Y tá kia có tìm đến anh bác sĩ này và nói anh này là người tiêm cho tôi, Trời ơi, chị và xúc tôi động quá. hỏi Để em đưa cho chị chai nước nha, em thấy trong không trong không lắm. phải À vậy hả? không phải cái giọng chị đang khàn ạ, giọng chị khàn này. Xong, xong rồi sao nữa chị? Ủa? Chết rồi, em bị crash. Crash hả ta? Đâu 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 À đâu vậy đâu hả? Chị vẫn nghe em hả? Xong sao nữa chị? em chị đang nghĩ công chuyện hay sao ấy, chị đứng hình. Ủa? Đang nói giữa chừng ý mà sao nhỉ? Dạ đúng rồi, hết nghe rồi chị ơi, hết nghe rồi. Để em xịt. Alo 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 Đây đây alo đây, em nghe lại rồi, alo em nghe lại rồi. alo Trời ơi, lâu lâu lại cứ mất cái cổ họng. Sao, để em xịt hương cho chị Đây đây, tỉnh táo à, hả? như này nhá. Thì cái anh y tá kia cũng nói là anh này là người tiêm cho tôi. Tiêm cho Và anh chị. tôi có Đúng,
và tôi có thắc mắc hỏi là tiêm thuốc gì cho tôi mà tôi cảm thấy đau tim, thì anh trai này không trả lời được. Đấy thì sau khi tôi và gia đình của tôi gặng hỏi á, thì anh có nói một câu là bây giờ tôi có nói gì nữa thì chị cũng không có hiểu được. Rồi thì tôi có cảm thấy là không được tôn trọng về kiến thức của tôi. À, là tắc trách hay là cũng đúng đúng. Tôi thay cái bộ đồ dinh dưỡng ra đây coi. Bà học em nói chị tiếp đi ạ. Nếu mà tôi đúng là nếu mà không hiểu thật thì anh phải nói đúng, nhưng mà tôi đã hỏi là phải trả lời, mà anh nói cái câu như thế là tôi cảm thấy bị xúc phạm. Không, đây để em giải thích cho. Chẳng qua là hôm qua là mọi thứ nó có diễn ra hơi bị hỗn loạn một tí, mà chị cũng thông cảm, là tại vì đối với mỗi bệnh nhân mà có tới đây mà bệnh mà bình thường á, mà vắng vẻ, mà nếu có hỏi là tụi em cũng sẽ trả lời thôi. Nhưng mà tại vì hôm qua là bệnh viện nó hỗn loạn quá, lúc đó bọn em cũng bù đầu, nơi nào có ra vô nơi đó còn mới quan tâm. Thế nên là lúc đó em nghĩ là do cũng một phần tắc trách là bên bệnh viện của em mà đang mệt mỏi nên chắc là đời, thái độ đời, chị không đúng. Nhưng mà hôm qua là để em giải thích chị cho. Dạ chị bác sĩ ơi. Em vừa nằm trong kia em có một cái giấc mơ kinh khủng, hình như là có cái chị bác sĩ nào là em trôi ra trong bệnh viện ấy. Có chị bác sĩ nào tóc giống chị đấy, chị ấy chạy nhìn chị bê em, chị chạy thế này. Ôi giời ơi nặng quá. Cửa cho chị các anh này tập gym mà nặng quá. Em đang giải quyết, anh chờ em chút đi. Có anh nào anh ấy chê em béo ị đấy. Nhưng mà em thấy cái quần anh nó cũng hơi. Thôi để em giải quyết công chuyện chút. Em xin lỗi chị đó, chị thấy không, bệnh viện nó cứ tấp nập người ra người vô như vậy, tụi em nhiều lúc muốn trả lời câu chuyện này câu chuyện kia nó cứ chọt qua chọt lại, em chị thông cảm giùm tụi em nha. Chị lại không nghe nữa rồi. Ok cái này. À chị nghe lại rồi hả? Không nghe nè, nghe bây giờ em nói. Đây thì ok em thông cảm được. Hôm qua em chưa nhận được lời xin lỗi. Thay bây giờ em xin lỗi chị tại vì không mà... em cần xin lỗi từ anh kia cơ. Chị không có làm gì sai cả. Không, tụi em là một tập thể với nhau, một người sai là một con người đau là cả tàu ăn cỏ. À bỏ thế, cỏ. Thế tôi nói vậy nha. Trong lúc tôi hôm qua lúc tôi đang giải quyết vấn đề là tôi đang trình bày với chị. Nhưng mà ba bạn kia là người nhà của chị đúng không? Đúng. Nhưng mà người ta trong lúc tôi đang giải quyết vấn đề thì người ta cứ nhảy vào học tôi ngồi, tôi đâu trình bày được. Bây giờ nếu một người nói một người nghe, nhưng mà một người nói một người nghe đúng không? Trong khi tôi đang nói nhưng mà ba bạn kia là người nhà của chị cứ hỏi liên tục. Thế tôi trình bày cái gì? Đang giải quyết trường công chuyện bên ngoài. Chị có nhớ lúc đó không? Ba bạn nữ kia đứng ngoài nói rất là nhiều. Chị ơi, em giải quyết với chị đúng không? Em sợ quá. Ok, thế chị giải quyết cái đoàn tóc hồng đi nha. À, vậy thôi để em giải quyết cho, tại vì chị cũng thông cảm giùm tụi em. Em sợ quá, em dạ, sợ dạ, quá. Dạ, dạ, thôi chị cứ... Lòng người chị, bạn anh, kiểu số này đi anh đây. Anh đây cứ như thế. Dạ thôi chị ăn miếng sô-cô-la bình tĩnh lại nè. Thì sao, em nói tiếp được ạ. À thôi không, chị ăn cái sô-cô-la vô đi. Đồ ngọt sẽ giúp thần kinh của mình tốt hơn á, sẽ giúp cho mình cảm giác được xả stress nhẹ nhàng hơn á. Chị ăn miếng bánh rồi chị ngồi xuống đây đi, rồi em chị nói chuyện tiếp. Anh bác sĩ kia hôm qua cũng với cái giọng đấy không, làm không, em sợ lắm. Đó là giọng của ảnh bình thường á, ảnh vui tính lắm. Cái giọng ảnh nó vậy á chứ ảnh không có ý gì hết trơn à, chị yên tâm. Chị này là bác. Nét diễn quen vậy kia. Tôi nghe giọng quen quen. Vậy giờ chị muốn giải quyết với em hay là muốn với anh này? À từ từ, anh trai kia thì thái độ tốt, tôi không có ý kiến. Vậy thôi đây em cũng thay mặt cái gọi là anh Quốc thì cũng cậu em á mà. Đây, tại vì anh cũng... Ui dồi, chị ơi, giọng tổn thọ em. Không, em chị bỏ em là chuyện gì cho chị đó chị ạ. Sai thì tụi em nhận thôi. Tổn thọ. Không, không chị ơi, em xin chị, em xin chị. À vậy hả? Thành phố này chỉ có một nô lệ thôi chị ơi. À vậy hả? Vậy chị ngồi tiếp đi, không sao đâu, chị ngồi tiếp đi. Chị ổn chứ ạ, đấy tiêm chị liều nữa này. À thế anh trai đã biết là tiêm cho tôi thuốc gì chưa ấy nhỉ? Nhà tụi em tiêm chị kháng sinh á. Vitamin đi. Chị ơi chị không phải trong bệnh viện, chị đừng có nói nhau. Dạ đúng rồi, tại lúc mà mình bị thương á thì mình tiêm kháng sinh vô để cho mình đỡ bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn rồi đó. À nhưng mà hôm qua là em bị mất nước á. Dạ đúng rồi. Là bị tai nạn luôn ạ. Thế ta nói kiểu kháng sinh là đúng rồi còn cãi. Em thực ra bởi tiêm chị thuốc hồi sức ạ. À sức à. Thế sao hôm qua mình không trả lời được ấy nhỉ? Hôm qua đông quá, chị thông cảm đi, hôm qua bệnh viện đông quá. Anh này sao anh chỉ thẳng mặt mình luôn vậy trời? Thì em hiến máu mà chị định rút hết máu của em à chị? Không, có người vô gỡ cho anh rồi còn gì. Wow, sao em nằm trong mấy 10 phút mà bây giờ em ra người em sắp khô, sắp hết máu rồi chị ơi. Sắp hết máu á? Kìa, cái chị kìa kìa, chị đi lẩn phẩn kìa, lại bắt chẹt chị đi. Ai cũng chỉ thẳng mặt tôi vậy? Sao chị ấy bảo là bắt chẹt chị?
Anh này giới thiệu với anh viện trưởng nè. Đó, anh chạy chạy kìa, anh chạy viện trưởng đi. Dạ. Tất cả mọi tội lỗi ở bệnh viện này. Ngọt đấy, quỷ rồi. À, nhưng quỷ. Mà bây giờ chị đã cảm thấy là ok hơn không? Hay chờ chị còn có điều gì muốn nói nữa mà? Không, tôi thì cũng ok. Tôi chỉ muốn nhận một lời gọi là xin lỗi thôi, nhưng mà chưa thấy. Ờ, em xin lỗi chị dùm nha, tại vì anh... Không, chị không có lỗi. Nên là không, chị không, không cần phải xin cái này lỗi. Là tập thể tụi em, thế nên là dù bất kỳ ai, là dù một người sai thì tất cả mọi người đều sẽ cùng nhau chị không thể hết. Nói thế được. Mấy đứa, chị... là... ra nhanh lên thành... Khoan, em thấy cái này sai sai này. Là một tập thể mà sao các chị đùn đẩy nhau vậy chị? Có đùn đâu, người ta xin lỗi đó. Mà người ta cùng nhau xin lỗi. Ủa, mà đùn đâu mà đùn. Xin lỗi sẽ đùn quá. Vừa đùn đẩy luôn á. Đùn gì, đùn gì? Thì em đã nói là tổn thọ em mà. Đó, xin bây giờ người. Chị có nhận lời xin lỗi của tụi em chưa? Xin lỗi chị tổn thọ như nào? Đúng rồi, tụi em thành tâm xin lỗi chị. Vì theo em được biết, theo em được biết thì ai? Ai là người gây ra thì người nên ra đứng ra chị ạ. Đấy, em đấy, em là người tiêm cái thuốc đấy. Không phải, không phải là anh này. Mà là anh tóc xanh cơ. Không, nhưng bây giờ em ý em nói vậy nè, tại vì chị với lại anh tóc xanh thì đang mới hiểu lầm nhau về cái tông giọng nói. Chị đang nghĩ là anh khó anh chịu như vậy. Ồ, anh không có khó chịu, anh nói chuyện vậy đó. Trời ơi, chị ơi, anh còn hiền hơn cả em ấy. Đúng, anh hiền nhưng mà anh nói em sợ quá. Ồ, đó thì đó. Chẳng qua là anh ấy chưa tiếp xúc với những bệnh nhân kiểu gọi là năng động như chị bao giờ cả. Cho nên anh nói biết anh bị đuối, không biết nói gì nữa. Thế là anh thế đấy. Đúng rồi, với lại là chị cũng thông cảm giùm đi. Chẳng qua là ảnh, cái giọng ảnh, trong giọng ảnh nhiều đôi lúc ảnh có cái tông giọng mình đâu thì trách người ta bởi vì tông giọng người ta như vậy được đâu, đúng không chị? Mình phải là người thông cảm. Chị mà đến bệnh viện thường xuyên nếu là mà chị nói chị thế thì em hiểu chị. Dạ đúng, chị thông cảm giùm ảnh nha. Ảnh có nhiều. Em nghĩ là mình không nên thông cảm chị ạ. Vậy hả? Vậy anh trai này buồn cười nhỉ? Tông giọng phải vị tha thôi chị ạ. Bởi vì tông giọng em không được hay nên là em sẽ thông cảm. Vậy thôi mình không thông cảm, mình làm lớn lên đi chị. Em gọi viện trưởng ra đây cho chị. Dạ. Viện trưởng đâu? Dạ, em lớn lên em đi chị. Dạ, em làm lỡ cái bệnh viện ở đâu rồi? Tòa thị chính luôn chị ạ. Đúng rồi. Làm lớn lên em. Đó là gì? Em giải quyết viện trưởng rồi. Ai vậy hả? Chị giải quyết cho em đẹp lắm mà sao chị giải quyết chị này nó rắc rối làm lớn lên cho em chị. Em thấy cái con vơ mền về viện trưởng này nó không làm tốt gì, viện trưởng nó đâu cái đơn kiện lên thẳng tòa thị chính luôn. Đúng, chị nói cho em là hả, viện trưởng sẽ là bây giờ nội bộ mình không ổn à? Ủa chị không biết hả, trong bệnh viện này mọi người thường xuyên hạ bệ lẫn nhau mà chị. Chị thấy chưa, vừa nói là làm đây mục đích quậy, là phải leo lên chị quậy đục nước rồi. Lên cho em chị quậy, đục sình lên cho em chị quậy. Vừa đấy là bản là tập thể, còn bây giờ là hết tập thể rồi. Chị xô con nhỏ viện trưởng đi xuống hồ bơi cho em. Chị Tóc Hồng ơi. Ơi à, sao cái quà của em đâu chị? Là chị gái có hóa là anh đứng đây anh làm loạn em nói không ạ? Cái sicula thôi đúng không? Chị em đang nói chuyện thẳng thì em vào mà. À không, máu em có rồi chị ơi. Mà chị ấy chỉ thích y khoa đời mình ấy như là. Bây giờ tôi rút máu của anh rồi, tôi đưa cho anh đây. Đúng rồi, thì cứ liên hệ. Chị kéo rút đi. Đây, đây để em đưa cho anh cái sô-cô-la này. Đúng rồi. Nhưng mà chị ơi, cho em hỏi là mình có người yêu chưa? Dạ em chưa ạ. Coi chừng người ta nói là ghét của nào thì trao của đó. Không 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 chị ơi, không không. Sau này em lại thấy chị nhuộm tóc xanh luôn. Ờ chị đừng có để mà không, chứ không, chị không, nó không, xảy không, ra chị nha ơi. Chứ không, cậu không, em không. Là vẫn còn single đó, single boy đó. Không không không. Nhưng mà không, chị không. Có chị có thấy xung quanh chị có bị lưu luyến không? Đúng. Không ạ. Em thấy ạ. Chị tìm tới đây chị đã kiếm anh tóc xanh mà chị nhất định phải anh tóc xanh. Xin lỗi chị mới chịu. Em nghi không ngờ. Em muốn giải quyết rõ ràng. Em nghi hoặc không. Chị chắc chưa chứ. Em chỉ cậu với những người như chị thôi. Nghi lắm mà nha. Thôi nhưng mà chị đã cảm thấy hài lòng chưa? Rồi em ok, em ok. Dạ hả? Vậy thì em thông cảm vì tâm giọng được. Dạ chị thông cảm vì tâm giọng của ảnh dùm nha. Cái này okay, là đàn ông mà chị ơi, đàn ông mà người ta. Chị ơi, lặng quá ơi, cho em hỏi với. Đàn ông là phải ăn to nói lớn hả chị? Dạ đúng rồi, đàn ông đôi khi hơi cứng nhắc đó, người ta dạy. Một là một mà hai là đẹp ấy là hai là cô kìa chị hai là hai ấy em là vậy đó nên chị thông cảm đi, có gì thì mà chị bức xúc này ra vậy okay, với, okay. Với em cũng được, còn không thì chị gặp viện trưởng mà chị làm lớn lên cho em. Xong rồi dạ rồi. Em nói chị làm xong. Lớn lên làm lớn à thì chị cũng không không em thấy một hôm nay muốn tới đây là được rồi, nhưng mà bữa sau đi chị, bữa sau mình làm lớn nha, bữa sau mình làm lớn à, bữa sau à. Dạ đúng. Hello, hello. Mai luôn chị ạ. Mai thế nha. Có gì thì chị cứ nói em nhé, em làm cho. Chị tên gì ạ? À? À, hồi nãy em hỏi mà em search thôi mà em quên mất rồi. Cái gì? Linh Mio. Mio dạ, vâng ạ. Dạ vâng. Dạ, dạ rồi. Em cảm ơn chị. Mình có chị cần... cho em xin contact đi ạ. Mất sợ quá.
À dạ, dạ đây ạ. À. À, đây là cái quy xích của em, bữa dưới sau mà có gì thì chị cứ cứ gọi cho em bệnh viện này. Em làm lớn chung chị không sao đâu. Chị cần số, chị cần chuyên số em thôi không ạ? Dạ 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 dạ, em cho chuyên máu hả chị? Chuyên máu gì? Chuyên máu gì ạ? Đây chị cho này. Đó, không sao, anh phải biết trong chuyện này em luôn đứng về phía anh, em luôn là chỗ nơi điểm tựa vững chắc cho à! Không, vấn đề là rất là bình thường, người ta không muốn giao tiếp với anh thôi. Em cũng thấy rõ ràng anh nói người ta đâu có nghe đâu đúng không? Đúng, nhưng mà em nói xong rồi kệ đi, nhưng không hợp. Nhưng mà anh phải biết em luôn là người em đứng sau lưng anh, là bờ vai vững chãi điểm tựa cho anh. Cái chuyện gì anh cứ nói em, rồi. Anh cứ gọi em là được. Anh tin em đi, anh chỉ cần gọi em nữa, anh ở đâu em cũng tới, em cứu anh ấy. Không phải vì anh là bác sĩ trưởng mà em nịnh anh đâu. Anh biết em không thích nịnh bợ trong cái thành phố này mà. Em cương trực lắm. Em tức quá, anh không nghe em nói đúng không? Tôi hỏi có bác sĩ Lê Thi Ngọt ở đây không? Đang truyền máu má ơi. Ủa nó không nghe hả? Không nghe gì hết trơn à. Giận anh lắm á. Trời đất ơi, nói bây giờ không nghe luôn. Không có nghe gì hết. Em đang im re. Không nghe nữa rồi đó. Anh Quốc ơi. Cốc. Cốc, anh Quốc ơi, không nghe gì hết á. Anh ơi, cho em 3 viên thuốc đau hiểu nha. Đau hiểu. Em tiếc cái bánh quá. Rồi, Suka ơi. Đi, em nghe chưa? Suka đang làm gì đó? Em làm mình làm mẹ chưa? Trời ơi, Suka làm mình làm mẹ với ai đó? Không làm với ai hết. Thế Suka có thầm yêu ai chưa? Dạ chưa chị ơi. Xạo. Ơ kìa. Cái mùi tới bốc lên là thấy xạo rồi. Ơ kìa, là gì có. Thế Suka là người yêu chị 3 ngày nhá. Ủa. Trời ơi. Ơ à, kìa, không được. Không được. Ê gái. Sao không được? Không chê, bác sĩ nghèo đúng không? Không có. Không có đó. Thôi chú vào đây rồi. Ơ kìa. Thì chú bảo tôi nhá, tôi làm dịch vụ cho. Ơ kìa. Không có, đó là bác sĩ giàu mà. Thế mà em vẫn chê à? Xem người ta như là thuốc anh thần đúng không? Quá em anh chị là thuốc anh thần. Ơ không, mình dùng quá. Quá em anh chị là anh thân. Sở hữu đồ lại. Thuốc tây cùng lá cây. Em nói đi, thế em xem người ta là gì? Em nói đi. Người chi của em. Ôi trời ơi. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn. Ok á. Ủa sao vậy? Ok á. Mình không thể là gì hơn được sao hả em? Tại là lần đầu em mới gặp em mới gặp chị được có mấy lần nè. Chị Loan. Gì mày? Sao tự nhiên chị đứng trước mặt em vậy? Chị Loan, nếu mày kêu bằng chị hết hồn á. Trời ơi, bình thường kêu tao mày mà. Tiếp nữa em hoài lộn là chị hô lòng rồi. Chị, giờ này chị đi đâu không thấy chị? Giờ này đi làm hồ. Em đi cua, em cua bé này mà bé không dính. Xua. Ủa? Chị. Bé này bé khác nữa hả? Bữa thấy bé kia đầu chọc mà. Ủa? Bé mà đầu chọc, chị khùng hả? Trời ơi, sao mày nhiều gu ghê á. Đầu chọc thì chị khùng á, không có. Em để ý bé này từ lâu rồi. Bữa mày cua bé kia có râu nữa, hơn là bữa tao nghe mày nói cua bé nào có râu thì tao cạo râu liền á, nó mọc ra lại, tao mệt thì ghê. Râu của bé nó chỗ khác chị ơi. Thế em quay trở lại với câu hỏi đi. Chẳng lẽ tụi mình không có gì hơn được hả? Tại vì em mới gặp chị có mấy lần thôi. Mấy lần? Em nói đi xong em nhớ được lần nào. Lần thứ hai. Lần đầu là em chết trong bệnh viện nè. Trời, cái lần đó mà em không tin. Chị nhận lộn chị em là chị gái nào nè. Chị thấy em phải 50 lần rồi. Chị thường xuyên từ xa nhìn thấy em. Nhưng mà chị không lên tiếng. Chị cầm đầu. Bãi cá. Bãi cá. Ừ. Ủa em thấy em đâu gặp chị đâu ra em mà bác cá đâu gặp chị đâu. Ánh mắt của em luôn hướng về người khác, làm sao mà có chị được. Kìa, chắc không đó. Chứ em mà em trực chiến trên bác cá 24/24 em không thấy chị đâu. Em hướng mắt về mấy con cá chứ em có hướng về cái chỗ mà em thả thính đâu. Ủa, tại em chưa gặp chị đó. Lấy, làm sao mà em biết được. Cái gì, có bài gì liên quan tới lại Tại vì em chưa gặp chị bao giờ nên... Chưa gặp chị bao giờ? Trời. Không. Không biết là chưa gặp chị ở trên báo cá bao giờ đó.
đừng nói nữa. Đã không yêu thì thôi, sao em còn nói lời cay đắng hả? Kìa, em nói lời cay đắng đâu. Em chê đúng không? Nó đúng sự thật, em không chê. Bởi vì em thích đàn ông đúng không? Em nói đi, em thích đàn ông đúng không? Sô-cô-la luôn mọi người ơi. Em biết. Ủa? Đây, em nhìn anh ha, 6 muối kia đây. Anh bấm khoe cơ giùm em đi. Anh khoe cơ giùm em đi. Khoe cơ? Ừ, anh khoe cơ, anh khoe cơ đi. Khoe cơ. Chị anh ơi. Sao đây anh? Khoe cơ. Thế nhưng mà chị ạ. Nè. Wow. Cái thành phố bất ổn. Em ở dưới đây em toàn tập yoga thôi, chị tập thể hình ở đâu chị dạy em khoe cơ cái. Thì rất là anh khoe ơi, cơ. Thằng em của anh nó nằm bên đây nè. Anh khoe cơ chứ đừng có khoe cơ. Gọi em gì đây? Đó. Em nhìn đây, em thấy có ham muốn không? Không. Chị ơi. Chưa. Chị dạy em khoe cơ kiểu gì sao giờ em trông em như thằng nghiện đấy. Nghiện em mà nghiện. Sao mẹ? À đây hả? Chú đâu mà. Đi vô cái phòng kính trắng đi cho nó đẹp. Em vậy giờ em nhìn anh này coi em có hứng không? Suzuka. Em vô đây em nhìn coi anh tóc xanh nó có hứng không? Anh mày, anh mày chào em, chào em anh là cô. Khoe tiền đi anh mày. Khoe tiền đi mày. Make it rain. Đây. Khoe tiền đi anh mày. Đó, em thấy nứng, à, em thấy có hứng không? Dạ không. Dù sống dù chết thì em vẫn. À đây. Đè cái nút phun tiền nha nữa mày. Vâng. Trời ông tiếng bên đây vô đây giếm người luôn. Tắt cái bảng đi. Đó. Hello, anh bé băng. Ủa? Bé băng. Bạn liên tục vào đây này. Bé băng. Chị Loan hả? Ừ. Chị Loan hôm nay chưa kiểu tóc tóc kiểu dâu quá vậy. Đâu? Bình thường có. Chị có hay cạo lắm mà. Tình yêu thơ biết không? Không. Bây giờ em nhìn cái này thôi. Cà rốt của chị kêu là tình yêu đâu vậy? Nên chị để cao khắp người luôn. Em ôi da, người yêu của chị sạc, không có máu nhột đâu ha. Em có hứng chưa? Em thấy là em nhột lắm luôn á. Chị kêu là đấy đâu vậy mới có chỗ bám. Không ạ. Chị hả? Không lộn. Bé này chắc nó thấy tôm nó mới có hứng á. Kìa á, sao lại con cá thấy tôm nó mới có hứng hay sao á. Thế cho em một con cắn thôi vậy. Cái người ái thèm. Trời ơi, nửa năm mà trả đi cái tình thường kia. Chúng con chị người ta còn thích chứ. Trả cho con cắn cắn ngửa quá. Tán quê để kiếm. Nó chết phèn. Mà em sẽ thà như mày nói là em anh mời em đi ăn sushi đi còn đỡ. Thiệt chứ. Ừ, chứ em có cái ngừ. Chứ không bị à. Thôi thì bây giờ anh ta đem mua cho em chục lát nước lấy sức mà em đi câu cá nhá. Còn được hơn cái con cá ngừ của mình á. Cá ngừ bị phèn. Phèn ỉa luôn ấy. Đi mày. Nhưng mà thôi chụp hình, chứ chụp hình. Ủa chụp hình. Trắng trắng. Bé, bây giờ chị chúc nha. Ủa. Nhiều người thế nhỉ. Trời ơi, nằm đấy để cười. Đấy, hỗ trợ giúp tôi anh cảnh sát này với. Dạ anh chờ chút nha, chị kia chị xuống cái là có người bế ảnh lên liền. Mày hôn đi. Mày hôn nữa đi. Mày chụp một chụp hoa rồi đi. Mày bếp ơi yêu cục cưng rồi đi. Sếp ơi, em vừa mới giải quyết một cái drama khủng khiếp mà sao sếp lại như vậy với em? Anh Quốc ơi, nó quét xong chưa dạ? Rồi anh biết rồi hả? Đây để em bế nó đi. Tình hình này là có phải tình hình chung vậy chứ bà thấy nhiều người bị em nha. Anh Quảng đấy à? Hôm nay có phần của anh Quảng cho chúng tôi bắt cây. Sao chị ạ? Bessuka chị hỏi nha, ví dụ như bây giờ mà có một thị trưởng mới lên thành phố thì em có điều gì muốn đặt cho thị trưởng không? Chẳng hạn như em cảm thấy tình hình thành phố dạo gần đây đang tình trạng đời sống của người dân đang đi xuống nhiều quá, không có cái gì gọi là nâng cấp đời sống của người dân, em có muốn hỏi không để chị thay mặt em chị hỏi cho chứ không cần em ra mặt đâu. Em là người bí ẩn giấu tên gửi lá thư cho thị trưởng. Dạ không ạ, tại những cái mày cuộc sống mày gào mày gào lên cho nguyên cả tất cả xung quanh thì người ta nghe hết trơn, là mía hỏi anh em Suka hỏi luôn á, nói nhỏ nhỏ xíu. Mẹ mẹ mới là kêu Suka hỏi á. Đây a bú chắc hỏi nè, a bú qua đây chị hỏi. A bú có điều gì muốn hỏi thì những cái thị trưởng sắp đắc cử không, chẳng hạn như là đời sống người dân dạo này. Em muốn hỏi. Ờ hỏi sao hỏi khi nào chị có người yêu? Thị trưởng chứ tao có lên làm trưởng đâu, trời ơi. Tao đánh mày liền, cái mày có người yêu chưa? Em chưa. Hay vậy quá. Thôi muốn hỏi chị à, muốn hỏi thị trưởng. Không, hỏi đi, hay hỏi thị trưởng khi nào thị trưởng có người yêu nha. Ờ, hỏi đi, hỏi khi nào thị trưởng có người yêu. Ok.
một người dân ở Bãi Cá cho biết khi nào thì chuẩn có người yêu, bởi vì tình trạng hôn nhân của thành phố này đang quá là xa xúc, đang muốn đúng kết rồi. Mọi người lại với nhau. Đây phải là lớp lớp city đi. Đúng rồi. À, em thấy đúng không? Đúng không? Chúng ta nên có những cái chính sách, người dân hỏi có cái chính sách gì để giúp cho nam ấy rồi. Má giúp mình đó. Để cho các nam nữ, nam sinh nữ tú đến được với nhau để gia tăng dân số của thành phố không? Đúng không? Hợp lý chưa? Đúng, đúng, hợp lý, hợp lý. Rồi rồi rồi, được. Thành phố này bây giờ thiếu thốn tình cảm quá. Đúng. Yêu nhau đi. Người dân cô đơn đúng không? Ừ. Nhất là chị à, không. Lấy mẹ cái chân rồi bóc mẫu cái chân trời ơi. Đây nhanh chú chị, nhanh. Gái chị kiếm chị kè. Bé bay kiếm hả? Bri gì đó. Ở tên bi chứ cái gì mà bri. Hàn ác tên gì? Bi. Bri là cái gì không biết nữa. Quên nữa, quên đơn trên kia Ngọc ơi. Ủa ba mẹ đặt sao thì đọc như vậy thôi thì biết sao giờ nó tên bri mà. Bao sớm sớm ấy. Nè tôi chứng kiến đi à, chuyện đúng rồi à. Anh ơi hên cho anh mấy cái chuyện này hôm bữa. Nè. Sao đâu. Anh mình có cảm giác mà mình bị mệt mỏi hay cái gì trong người anh nói. Hoa mắt chóng mặt nha. Ờ hoa mắt chóng mặt là anh nói em liền nha. Hai chân cũng rủng. Ủa sao thế? Tại vì em sợ là bữa mình bị không phù hợp, nhóm máu không thích ứng rồi đó. Thì sẽ em cứu anh liền. Em sẽ hút mỏ chứ mà. Ý là em sợ là thể trạng của mình hôm nay đang hơi mệt, mới đi trip bắt về mình kiểu bị mệt mỏi rồi đó. À. Biết được em sẽ kiểu thế. Xong anh trầm với em bình thường, em anh sôi nổi mà sao hôm nay anh trầm cái gì? Nào nghe bà mới chuyện nhầm máu cho đi. Anh đừng để ý bé này nó bị bé này nó làm sao á. Anh cứ yên tâm nha. Bên bọn em. Đấy chị bảo cái chỗ kia quét cái gì cơ? Tôi không nghe rõ. Nhăn. Chị nhắc lại mà. Em không ở trong phòng bệnh đâu. Chồng đó em ghi hết rồi. Đừng nữa theo em để em ngại lắm, đừng. Anh dừng lại đi. Nhưng mà cái thiếu. Thiếu cái gì vậy? Đây này. Đấy. Thôi không được đâu anh ơi, em ngại lắm anh ơi, anh giữ lại đi, đâu. Anh giữ lại đi. Còn thêm bên nhỏ trong đàm luôn. Anh giữ lại đi, em không muốn lấy đâu. Chết rồi, con Nhi nó giết tao. Con Nhi nó giết tao. Thật à? Sô-cô-la trong tủ. Ủa anh chạy đi rồi anh còn quay lại hả? Ôi thì tưởng chị muốn trả lại. À vậy hả? Đây, thôi em trả lại nè. Thôi chị giữ đi, em vẫn còn một cái nữa. Anh còn nhiều cái. Mỗi cô anh đưa một cái hả? Lên chiêu trò vậy? Không sao đâu. Chết rồi. Tao sẽ đưa lại cho con Nhi ra. Đá nào đâu. Nhi ơi, đừng. Chết rồi, phải nhẫn như đá không vậy? Tình chị em. À! Chết rồi. Để em ngã vào lòng chị. Ê, khoan, đúng không? Chết rồi. Ừ. Ai anh? Sao? Anh nói gì anh Quốc? Cái ông quần trắng tóc áo nó áo xám xám vậy? Quần trắng tóc xám nào ta? Anh là mấy anh cảnh sát canh đó hả? Đây này. À chưa, em chưa ghi. Anh này bị ốm hả? Không, ủa? Em bị đau chân. Sao anh bảo ghi rồi? Em chưa ghi, tại hồi nãy em tưởng ông ghi. Anh đâu đơn, viết hóa đơn 2 ngày. Anh này là tội phạm. Đúng không anh ơi? Đó chị ơi. Anh canh nha, em đi ra ngoài để tránh công tác điều tra của mấy anh. Dạ. Chết rồi. Chết rồi. Ai báo lửa. Dạ. Dạ bây giờ nha, chị có một nhỏ em với ruột. Mà nó ai ạ? À? Em với ruột không biết tên, mày đừng có biết tên. Dạ. Mà giờ chị lỡ tàn lưa thả thính thằng bồ của nhỏ đó, cái xong rồi bây giờ lỡ em với mẹ ruột của chị nó biết thì nó có băm chị nha. Thì bây giờ nha, đây chị ra đây. Chết rồi. Mà chị sợ quá dạ à, chị đi. Không ổn rồi. Tay luôn. Không ổn rồi, em biết ruột của chị luôn á. Đâu, chị ngồi xuống đây xem nào. Em cái ruột của chị là ai? Em không có nói tên được, bây giờ chị sợ cái mỏ mày. Thì đó. Bây giờ chị phải nói ra, chị nói phải nói mà, ra thì em mới biết chứ. Nhỏ đó em cái ruột mà, hôm bữa là nó có nói chị đám cưới, nói là nó mời chị đi nữa. Mà hôm nay chị lỡ cái miệng, chị vui quá, chị thả thính người ta. Cái bây giờ em gái ruột mà lại có cả đám cưới. Sắp có đám cưới thôi, tụi nó là yêu nhau cũng lâu rồi. Cùng chung tổ công tác làm việc. Em mới gục của chị. Yeah. Chị gọi chị hai luôn á. Mà chị nỡ làm nào bây giờ. Giờ chị sao đây ta? Gọi chị là chị hai mà cùng tổ công tác. Tức là cùng làm không có bệnh viện. Đừng có đoán. Không có phải đâu.
Thì tức là em gái chuột của chị tên là... Không phải, không có đoán ra đâu, bây giờ đoán không có ra đâu. Bây giờ chị phải làm sao đây? Chị mau không? Đúng không? Vậy? Đúng không? Chị lỡ thả thính bồ nó đúng không? Đúng mà, ai dè tự nhiên. Thế nha, bây giờ chỉ còn một cách thôi. Ý là hai đứa không có gì với nhau hết, hai đứa vui vui vậy thôi. Nhưng mà chị sợ là... Em biết rồi, nhưng mà là chị vẫn thả thính đúng không? Thì cũng nhẹ nhẹ, vui vui. Thế nha, bây giờ chị còn một cách thôi. Chị nhớ ở gần bệnh viện có cái gì không? Có cái gì? Cái đằng kia kìa. Cái đằng kia kìa. Pesaco hả? À, Pesaco. Không. Trời ơi, em máu gì á Saku? Em A trừ. A trừ, em quét chưa? Được rồi. Quét rồi, chưa. Xạo, không phải đi vô đây. Em mới té. Em mới té hả? Nhưng mà bây giờ em biết tại sao lúc nào cũng phải quét cái này không? Dạ không. Trời ơi, em hỏi quét gì đi. Quét gì chị? Quét để làm gì chị? Quét đinh á. À, kìa hả? Nữa. Áp dụng được với nhiều người quá. Áp dụng được nhiều người quá. Chết rồi Nhi ơi. Nhi ơi, chị giữ cái nhẫn này trả ra cho em nè Nhi ơi. Em thấy ruột của chị Mai Thiên Ngọc. Trời ơi, sao mà nó hợp với chị ta. Nhi ơi. Chị ơi xin lỗi em. Á à, khua. Bây giờ mình thẳng mày cho người khác đi. Chị ca có đồng ý không? Không được chị ơi. Không đồng ý. Còn gì em lên cái máy wedding rồi em còn đồng ý rồi còn gì okay. Nữa. Không có ok. Đồng ý đi chị truyền máu cho. Không được. Em A trừ đúng không? Dạ đúng ạ. À, ở bên phòng hiến máu thôi, xin lỗi. Anh có xua anh A trừ không? À, em có xua em A trừ không? Dạ xua. Như tôi truyền cái coi vợ chết. Lúc là trap. Sợ Nhi nó hoài đục nước lắm. Thôi trả lại đi. Giữ giùm em cái ruột. Tao sợ. Ở đó ma lắm. Em cái ruột tao nó giết nhau. Nó giết tao luôn á. Trời ơi. Nhau làm tao nó giết nhau luôn rồi nè. Chết rồi mẹ ơi. Trời. Mẹ với mày. Mẹ bây giờ mẹ với mày nghe con nè. Bây giờ con có con nhỏ em ruột tên là Nhi. Mẹ hình như là trong cái bộ ngũ đó đúng không? Mẹ đang phải ba chú đó đúng không? Đúng rồi mà con lỡ tàn lưa thả thính thằng cái anh nào đây? Ủa? Anh đứng này anh theo dõi câu chuyện cái gì? À không, tôi đi ngang qua chị ạ. Anh đi qua đi. Bây giờ anh con lỡ tàn lưa thả thính nhỏ crush của nhỏ Nhi bây giờ lỡ chết mẹ em rồi chị em. Thì đó bây giờ em sợ là cái CCTV của cái bệnh viện này nè nó gửi qua được đến bên đó thì bây giờ nó chị em tốt ăn củ cà rốt củ cà rốt hát biết hát không mà bị đàn để người ta hát cho nghe nè. Đốt tiếng nào mọi người chị biết bài em đó. Mình là chị em nghĩa tình em chỉ chăm chị thì em đừng lặng thinh. Chết rồi mày rồi mày chết. Chị em tốt chị em tốt ăn củ cà rốt ăn cà rốt thì ăn cùng nhau. Ủa chuyện giờ ăn cùng nhau nhưng mà là ăn chung một củ thì sao mà được. Chết rồi, ý là ăn cùng nhau thôi nhưng không ăn được chung một củ. Chết cha, đã quên cái lời đó rồi ta. Chị em mình là chị em nghĩa tình. Em chị em chứ chung chị thì em đừng lặng thinh. Trời ơi, ông nghe được cái gì nữa rồi. Thì thì người em đó mà biết là người em nó không có lặng thinh đâu là chết bỏ. Mẹ ơi, mình nó không nghe đâu, chứ nó vô đây giùm con á. Mì ơi, vô đây. Hi, come here. Hiểu được à, đỉnh thật đấy. Anh Khôi ơi, để cho nó gây cấn một tí thì anh cho tất cả những người ủng hộ anh là đứng đằng sau dơ biển nhé. Đúng rồi, thì đứng đằng sau anh ấy. Người ta dơ biển cho nó trông nó chuyên nghiệp. Hôm nay là mình nghe thôi cô. Chú ơi, nếu mà chú lên mà có ai mà ủng hộ chú muốn cầm biển đứng sau chú thì chú cứ cho lên đứng sau chú nghe thôi chứ chưa có làm gì hết á.
anh Putin đây. Anh dắt Putin. Anh nếu mà tí nữa ai mà ủng hộ anh thì anh có quyền cho người ta đứng đằng sau, anh cầm biển đứng sau nhá, cho nó đông đảo nhá. À, đây đây đây, đồng chí đó kìa. Trời dễ quá à. Con chờ mẹ chút nha. Rồi. Em bắt một cái xe rồi. Mẹ ơi, trời con chút con bảo đồng chí, cái đồng chí, cho tôi bảo này. Trời xe nào vậy? Kết quả. Kết quả. Anh bảo này. Ở đây có cái bánh với chai nước. Kết quả ok rồi, à ok. Chị ăn nhớ tôi rồi à? Không, trả lời như thế này thì cho là tôi cũng biết đồng chí là có đang trong một in a relationship với lại một người. Đâu đâu đâu, làm gì có. Thôi đồng chí tôi vẫn mở cửa trái tim với thế giới mà. Thôi nhưng mà đồng chí giữ cái này đi, khi nào mà đồng chí thật tâm mà single hay sao đó thì mình tính tiếp, còn bây giờ đồng chí đang với người khác thì đồng chí hãy chung thủy đi. Không có. Đồng chí hãy chung thủy đi, tôi không muốn. Đồng chí này giống với tôi, đồng chí single gì đấy, đồng chí ơi nhé. Đấy, đồng chí đừng như vậy, không được đâu, không ổn đâu. Nên là đồng chí cố gắng chung tình đi nha. Đồng chí phải suy nghĩ trước khi là muốn nói gì single của đồng chí nhé nha. Tôi single mà. Thôi đồng chí giải quyết nha. Single nặng luôn. Anh tên gì chứ? Giải quyết xong. Chà chị ốp nặng quá nhá. Theo đi. Ủa anh hip hop luôn hả? Hèn chi anh đã thay đồng. Đây chị ơi, là đây này, gặp em tôi bảo cho anh Liên Khôi là em phải cũng phụ họa luôn này. Kia cái đầu hồng. Anh đầu hồng ra đây, ở đây. Còn em không làm tính tưởng hơi phí. Đông gạo như vậy. Đông gạo quá. Không, chị cảnh sát này kệ cương trực lắm. Nhìn mặt luôn lấy không? Đấy, chị cảnh sát này cương trực lắm. Cảm ơn lo anh rồng nhiệt tính kêu. Put. Đúng rồi. Vitamin. Trời anh Lê Khô dữ vậy ta. Sao bên này có hai người đấy nhở? Chết rồi, bên này sao mà thấp thế quá vậy? Em nghĩ là biết nào. Bên Kim Văn là thấp thế quá. Mohamed, Lê Khô giữ gì ta? Trời ơi, toàn buồn. Toàn là gọi là bù nhìn không. Chỉ có anh Mohamed Lê Khô với là người máy thôi. Cái bí mật đấy mày nói ra chứ nhỉ? Xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù là buổi tối nhưng mà ngoài kia nó vẫn sáng. Thì hôm nay sẽ có những bài phát biểu của các ứng viên tranh cử trước thị trường của thành phố chúng ta. Thì như mọi người cũng đã biết, cái chức thị trưởng này sẽ là người điều cái là người điều hành cái thành phố và định hướng của thành phố trong tương lai. Vì thế những cái bài phát biểu này rất quan trọng, nó sẽ là những cái định hướng của chúng ta trong tương lai. Thì xin phép bốn ứng viên vui lòng lên trên này để chúng ta tiến hành bốc thăm xem ai nói trước được không ạ? Bốc thăm kìa. Ôi, Tiến Minh đến chưa? À đây. Cố lên, cố mọi người có thể bắt cặp với mình được không ạ? Thì bé ai kìa. Nốt. Ai thua thì sẽ phát biểu trước. Mọi người bắt cặp đi. Thì anh hoàn cùng tí với người bên cạnh anh đi. Ơ kìa, thị trưởng không biết hoàn cùng tí. Xa ra chút xíu mày. Anh này, anh đang đứng này hả? Chỉ cảnh sát thường trực có nhận 9.999 để đấm thị trưởng hăng. Trời ơi. Được. Sao đây? Sao vậy? Sao phải dài vậy chị? Ai, chồng ơi là chồng. Mày xuống xe chưa? Lên xe lên cái gì? Chị gọi em. Chị gọi em chi vậy? Chị bảo chồng ơi là chồng thôi. Sao chị, em thấy chị tóc đen nhỉ? Chị muốn nhuộm tóc hả? Ở đâu? Chị bị tóc bình thường mà. Con mắt này đi, mắt tao biết. Mắt em bình thường mà. Mấy đồng chí ngồi chơi nha, tôi đi ngủ đây, tạm biệt mấy đồng chí. Bye bye. Em chào chị. Mấy đồng chí ngủ ngon. Em chào chị Ngọt nha. Sao mấy cái giọng cô La nó vui vẻ vậy ta? Mày chạy xe mày, chạy ơi. Mày chạy xe ra ngoài với mày ép xe xe máy cho mày. Đó, mày tụi con mày. Con mày mất. Ủa hồn mà. Mày chạy xe lên bên phải, chạy bên trái, chạy ngược chiều. Tao đang chưa? Mày đang làm gì không suy nghĩ? Mày có bằng lái chưa? Tao đang làm gì không suy nghĩ được chưa? Trời ơi. Quên gì rồi đúng không? Nhớ đừng quên ấn subscribe cho kênh Mickey Play để xem thật nhiều video về game của mình nha.